chat nha các bác, trên bát mic chat cho các bác can thiệp vào âm sách. Những dòng Marantz Mỹ chạy sò Motorola rất là hay nha các bác, 2275 đẹp long lanh luôn nha. Nó là dòng âm ly đài nên là các bác vừa nghi vừa trưng bày. Dòng Marantz mà âm ly đài của Mỹ tiếng được các bác đánh giá hầu như những sản phẩm nào nghi cũng rất là ngon. Chừng sau này nó mới chuyển qua Nhật nha các bác. 330W USA California mới xuất sắc nha. Vỏ gỗ, còn phía trong nó có một cái vỏ sắt nữa nha các bác, có trên một vỏ sắt nữa nha. Đường tín hiệu vào là có sợ AUX, phono vân vân rất là nhiều. Có cổng làm man in này, cổng làm man làm rề nha các bác, đầy đủ hết, hai cầu loa. Anten. Con này giá là 19 triệu. Các bác chơi những dòng loa Pioneer như là những dòng HBM 100 này các bác, HBM 150, JBL vân vân. Advan KLH AR 2 AR 3 đều đánh rất tốt. Đây, vỏ gỗ là mới xuất sắc luôn nha. Khung thành sắc cạnh, mặt mũi ra đẹp không tì vết nha. Đây các bác cùng ngắm vẻ đẹp của những dòng và thiết kế của đặc trưng của dòng Marantz âm ly đài để các bác vừa nghi vừa trưng bày. Công suất khỏe chạy sò Motorola là đã thấy phê rồi các bác. Grip L100 Canary rất là hay nha. Đánh cả những dòng L65 Dubai, L65A, kể cả những dòng lo lớn như là 4343. Với công suất 330W, quá là khỏe so với một trong những dòng âm ly nghe nhạc đến từ Mỹ. Giá 19 triệu bao gồm phí ship nha các bác. Sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Máy thì em tất cả em đều bao zin nha các bác. Máy này máy mạng về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Hiện tại bây giờ mà những con model Marantz đài quá 2270, 2275 giờ kiếm khó lắm quá. Các bác sẽ thấy giờ gần nửa năm rồi mà có sẽ thấy những dòng âm ly đài của Marantz hiếm hàng lắm. Những cái đầu tầm trung, còn những cái đầu lớn nó càng hiếm nữa các bác. Tại vì Marantz bên Mỹ họ chuộng lắm các bác. Cũng kiểu như Việt Nam mình chuộng Pioneer và Sansui vậy đó. Đây, khi lấy ra vỏ gỗ thì sẽ có một cái vỏ thép bọc băng gỗ nha các bác. Đây là vỏ gỗ zin của nó nha. Đây, máy rất là xuất sắc luôn nha các bác. Máy nguyên mộc mạc, rất xuất sắc luôn. Một con âm ly hay của hãng Marantz đó nha các bác. Đây, nó chạy sò Motorola nha, chân vàng, cực kỳ hay luôn. Dòng đời VIP đều trang bị là lọc công suất nha các bác. Đều trang bị lọc công suất cho mỗi kênh. Con sò nhôm đẳng cấp giá trị của hãng Marantz. Đấy, tem cờ cũng như là mút xốp là còn nguyên hết. Bác nào mình chốt và muốn sở hữu con 2275 của hãng Marantz, một con âm ly hay được anh em đánh giá rất là cao. Dưới 20 thì có 2270 và 2275 là một ông trùm top dưới 20 nha các bác của Marantz đấy, 2270 và 2275. Hai con ly đáng chơi. Giá thành gần 20 đó các bác. Con này em giao 19 nha, 19 bao ship. Hàng mạng về. Máy đẹp long lanh luôn, xuất sắc, nấm nút là long lanh luôn. Bác nào chốt thì liên hệ cho em nha. Em rút điện rồi, tại vì mở ra phải rút điện chứ không này nó đồng chạm. Giờ có le lưới. Tất cả em bao zin nha, sò như là vân vân, hoạt động là hoàn hảo hết. Hai các bác nhìn cái vỏ gỗ của này, vỏ thép của nó này nó mới keng. Tem cờ nguyên hết. Ồ, gỗ zin nữa nha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 18.800. Còn cọc thì các bác cọc khoảng 2 triệu giúp em, rồi em ship hàng tận nơi. Ở các bác ở ngoài Bắc trong Nam thì khoảng 3 ngày là hàng tới nha. Nhân viên sẽ gọi cho mình. Thì các bác sẽ có hiệu sẵn tinh chỉnh này. Tinh chỉnh này bass chép ba lăng vân vân. Âm thanh low net. Được tiêu đầu vào. Nó là dòng âm ly đài của hãng Boss. Điện 120V. Những con hàng rất là xuất sắc luôn. Đây các bác cùng xem. Len keng nha. Bác nào chơi Boss 951 thì liên hệ em nghe nha. Đánh GB cũng rất là tuyệt vời. Kể cả những dòng loa khó tính cỡ nào cũng không thể nào làm khó em nó. Đây là cái cổng chơi những dòng loa Boss 651 này bác. CD2 nó có cổng này.
nếu các bác cấm cộng này thì dương như sao thì tiếng bass nó sẽ dữ hơn nha, chắc hơn hay kém bình thường. Chế độ 4 ôm này, 8-16 này, nếu chế độ chơi loa 9-1 thì chúng ta gạt qua này, thì nó sẽ có hệ thống EQ chơi riêng cho 9-1 này đấy, còn chơi loa bình thường là gạt qua đấy. Trạm loa bình thường này, nói chung là nó hai trạm loa. Cái trạm loa chưa vàng này thì các bác sẽ thấy trên những con 601 series 2 nó có cái trạm trên giữa màu vàng này, có ngôi sao này. Cảm cái này thì tiếng bass nó sẽ mạnh hơn nha. Đấy. Còn chơi bình thường chúng ta gạt qua chữ author nha, tất cả những loa. Còn chơi riêng 901 thì gạt qua. Còn loa tùy theo ôm, nếu loa AR thì chơi 4 ôm, còn loa khác thì 8-16 gạt qua nó sẽ auto. Đẹp keng nha. Phía sau này ốc ác sáng tròn xúc xắc cần anten 1150W, một trong những dòng âm ly đài hot của Boss, rất là nhiều các bác xem chơi. Bác nào có muốn sở hữu nó thì cứ alo cho em. Đây là công tắc nguồn cảm ứng đấy, muốn bật chúng ta chỉ cần đụng vào. Hay là volume. Sau đây em mở nắp lên để các bác cùng xem đồ đẹp bên trong nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con Amply. Các bác sẽ thấy được độ đẹp của máy này sexy là 7 màu hết nha. 7 màu hết. Bo mạch công suất này nguyên zin hết nha, chưa phải đụng chạm luôn. Nó chạy 8 con sò. Đây phần bo mạch relay nguồn. Đây là phần cảm ứng, cảm biến của phần nguồn. Nhìn sexy là đủ yêu rồi. Nói chung là rất là đẹp quá. Cầu chạy zin hết nha. Đấy, hai relay cho hai kênh bảo vệ cầu loa đó các bác, đó là relay bảo vệ cầu loa. Cấu hình rất là chỉnh chỉnh bởi vì nó mang công suất rất là khủng. Boss 901 hơn 1000W thì vô tư các bác chơi rồi, khỏe lắm, tiếng hay, chơi được nhiều dòng loa. Đặc biệt hơn là em nó, riêng em nó mới chơi được dòng 901 các bác, dòng Boss 901, dòng loa Boss ấy, chỉ có riêng em nó thôi. Tại vì nó có hệ thống EQ riêng cho cái phần chơi loa Boss của hãng Boss, tinh chỉnh riêng cho sản phẩm của họ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha.